Thưa quý vị, để sẵn sàng ứng phó với cơn bão mạnh, quận Sơn Trà đã và đang khẩn trương, quyết liệt triển khai công tác ứng phó bão trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho tài sản và tính mạng của nhân dân. Theo ghi nhận của phóng viên, dọc bãi biển đường Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, hầu hết thuyền thúng, phương tiện đánh bắt thủy sản đã được kéo lên bờ an toàn. Được biết, ngay sau khi có thông tin về bão Nauru sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng, từ chiều qua, nhiều ngư dân cùng với lực lượng các địa phương và bà con ngư dân đã triển khai kéo thuyền thúng lên bờ. Xác định đây là cơn bão mạnh có cường độ lớn, Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà cho biết, hôm qua đã họp ban chỉ đạo chỉ huy phòng chống bão lụt quận, chỉ đạo các địa phương cũng như các đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn kịp thời ứng phó bão. Đến nay cơ bản công tác ứng phó bão đã hoàn thành. Thứ nhất là công việc mà kịp thời thông báo cho các ngư dân trên biển được biết hướng đi và di chuyển của bão để kịp thời tránh né. Thứ hai là huy động tàu thuyền vào âu thuyền thọ quan cứu bão. Thứ ba là các tàu thuyền mà tại bãi ngang thì cũng cho đến tại thời điểm chiều hôm qua là cơ bản đã hoàn thành tất cả các thuyền thúng ghe mỏ dưới 20 cb và thúng máy đã đưa di chuyển lên bờ. Công tác cắt tỉa cây xanh và nạo vét khơi thông cống rãnh một số tuyến đường chính mà thường xuyên hay khi mưa có úng thì cơ bản là đã hoàn thành tới thời điểm hôm nay. Theo Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà, dự kiến quận có gần 3.000 hộ gia đình với trên 10.000 nhân khẩu cần được sơ tán ở khu vực xung yếu trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, Mân Thái và Thọ Quan. Quận đã chuẩn bị những địa điểm sơ tán tập trung kiên cố cho người dân. Tại phường Thọ Quan có khoảng 100 hộ dân cần được sơ tán, trong đó ở khu vực sát núi nguy hiểm. Sáng nay, lực lượng phường Thọ Quan đã đến vận động khoảng 18 hộ dân ở khu vực cuối đường Lê Văn Lương, cam kết di dời tài sản và sơ tán trước 17 giờ chiều nay. Hầu hết các hộ dân đều đồng thuận. Đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng đã tập kết được là 6 điểm các trường học, là 6 điểm để sơ tán người dân và 2 điểm nhà sinh hoạt cộng đồng tại khu vực Thọ 1 và Lộc Phước 1 để nhằm phục vụ sơ tán người dân kịp thời, tránh thiệt hại về cho tài sản cũng giống như người dân. Trong sáng nay, chỉ còn một vài thuyền thúng, người dân cũng đang khẩn trương kéo lên bờ. Cùng với sự hỗ trợ của lực lượng các địa phương, người dân khẩn trương lấy cát cho vào bao để chằng chống nhà cửa.